Số về chờ Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Video shop về chờ Leo. Ở góc phải view này có một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất. shop bên gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Akufay. trước bao Akufay chạy mạch Class A Acufe A46 đây là một trong những chiếc bao vừa hay vừa đẹp và rất là ấn tượng với mức giá vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn trải nghiệm. Acufay A46 hiện Việt Trường Audio đang có tình trạng xuất sắc. Tất cả nguyên bản hàng từ siêu thị Nhật về với mức giá giao lưu cùng anh em sẽ là 105 triệu cho chiếc bao Acufay A46 này. Chiếc bao Acufay A46 chạy thuần mạch Krata và chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng cũng như là đường kết nối phù hợp để quý vị và bạn trải nghiệm chiếc pa A46 thì sẽ chơi được hai cặp loa là A và B nếu quý vị và bạn sử dụng chế độ Bi-Am thì quý vị và các bạn có thể ấn đồng thời cả hai đường ra loa là A và B chúng ta có thể chơi cho những đôi loa có kết nối Bi-Am hay bi rất là tiện lợi đánh giải trên giải dưới riêng biệt cho một chiếc âm ly chạy mặt class A uh, theo bao như thế này và khi kết hợp cùng với một chiếc pre đến từ thương hiệu Accuphase nữa thì đây sẽ là một combo khối ghép vô cùng đẹp cũng như uh, cho chất lượng thanh cực kỳ tốt để quý vị và bạn trải nghiệm nói về chiếc bao A46 này thì nó là công nghệ đời cao được tích hợp rất là hiện đại trên biếc bao với thiết kế đời mới được uh, cắt góc cạnh ở bề mặt phay nguyên khối màu vàng chanh rất phù hợp cho quý vị và bạn ngoài chơi thì trung bày chiếc bao này sẽ cho công suất ra loa ở mạch cửa lên tới 45W cộng 45W trên một kênh 8 ohm một công suất rất khủng cho một chiếc bao chạy mạch cửa và chúng ta sẽ có hai đường input để quý vị và các bạn lựa chọn đó là chế độ line tức đường AV RCA và chế độ ba lăng à, khi quý vị và các bạn kết nối input và chúng ta sẽ lựa chọn bởi cái nút input ở phía bên này. Và để lựa chọn cái chế độ uh, vu thì chúng ta sẽ có những chế độ như là tắt vu đi hoặc là uh, để mặc định ở giữa và cho nhỏ đi 20 decibel cho uh, cái kim vu này nó sẽ dao động tùy theo nhu cầu của sự của quý vị và các bạn và chúng ta sẽ có một đường điều chỉnh âm lượng ở đây là đường gain ở đây quý vị và bạn có thể điều chỉnh trừ đi 3 dB 6 dB hay 12 dB và một cái công tắc nguồn ở chính giữa cho quý vị và bạn quan sát thấy ở đây nó rất là thuận tiện cho quý vị và bạn có cách nhìn cân đối và hợp lý nhất sử dụng chiếc bao này và ở phía trên thì chiếc bao này để chạy cầm mạch cờ thì chiếc bao này Tất nhiên nó sử dụng cái hệ thống tản nhiệt rất là khủng, cũng như một cái biến áp nguồn cực kỳ lớn, quý vị và các bạn có thể quan sát thấy ở đây. Uh, nó sử dụng những cái linh kiện cao cấp và cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc bao này thì được số em tuyển lựa rất kỹ để gửi tới quý vị và các bạn sử dụng và đợt um, thời gian sắp tới em sẽ cố gắng siêu tầm thêm một chiếc party để phục để. Cô ghép cùng combo này gửi tới quý vị và bạn chơi và trải nghiệm một cách tốt nhất Và đây là hai bên Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy em nó sử dụng là cái hệ thống tản nhiệt Rất là tốt, rất là gấu Hình mang cá để chúng ta có thể thoát nhiệt khi sử dụng Micra một cách tốt nhất Và phía sau thì chúng ta sẽ có hai cái tay sách hỗ trợ ở đây và quý vị và các bạn có thể quan sát đường sau chúng ta sẽ có hai đường ra loa uh, từng với A và B và quý vị và các bạn có thể quan sát là chiếc power akuv A46 sử dụng nguồn điện 100V với công suất tiêu thụ sẽ là 410W và chúng ta sẽ có những chế độ normal uh, và dual mono cũng như là brighter tùy theo nhu cầu sử dụng của quý vị và các bạn và chúng ta có dây nguồn zin theo máy. Tuy nhiên thì dùng những sản phẩm power gấu như thế này thì em rất là khuyến khích quý vị và các bạn nâng cấp uh, lên chúng ta sẽ đầu tư thêm một chút xíu đầu tư về phần dây nguồn cho chất lượng thanh và chất lượng nguồn điện vào những thiết bị này nó thật hay và thật sự đẳng cấp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm và em xin nhắc lại chiếc bao Acufe A46 đang có sẵn hàng tại chờ Radio xin phép giao lưu cùng quý vị và các bạn với mức giá là 105 triệu đồng và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua số em trải nghiệm tại hà nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn